Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình là Hoàng Đức Minh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách farm mà tối ưu lượng red nhất và cách up tướng farm. Thì đầu tiên thì nói về tướng thì các bạn có khá nhiều tướng farm. Các bạn nên chọn ra mấy con mà tím và xanh xanh lá để các bạn farm nha. Đây ví dụ đó rồi. Đây, con này thì các bạn up hay không tùy các bạn. Cho nó vô mấy cái nhánh mà thông dụng nhất đó là lúa và gỗ. Nè, 1 2 3 4 5. 5 con farm. Các bạn up lên level đầu tiên khi mở server thì các bạn up lên level 10 18 trước thôi. 18 trước thì các bạn sẽ có bốn nhánh, sẽ được bốn nhánh lúa vàng gỗ đá đó, thì các bạn nâng bốn con này lên level 18 hết rồi xong các bạn nâng men của mình lên cho nó 30 hay gì đó cho nó mạnh tí để các bạn đánh chiến dịch đồ á, để nhận ép đồ. Nhưng mà thực chất cái game này thì tập trung 100% là đi nông trại vui vẻ là farm đó. Thì sau đó thì các bạn nâng lên nhánh bên đây là cỡ level 20 mấy, là các bạn nâng lên tới đây được rồi. Để mình xem. Đó. Trừ 1, trừ 2, 3, 4, 4 điểm là còn 27. Level 27 là các bạn max được tới đây. Các bạn nâng nhánh bên đây trước để nhận tài nguyên là 6%. Thì 6% các bạn nhân cho cái lượng mà các bạn thu gom về đó, 6%. Được 30.000 nữa nè, khỏi farm mà được 30.000 nữa, khá là ok nha. 5 đội thì 30.000 thì biết bao nhiêu tiền rồi. Là 150 nữa rồi. Bằng một đợt các bạn đi farm mỏ 2 nha. 5 con mà đi thu gom bằng bằng 6 đợt. Nó khá là ok. Thì nâng lên cấp 37 với mình, nâng giống y chang vậy luôn. Thì lên level 37 thì các bạn sẽ max farm. Cái đó là chỉ là max farm thôi, còn max tốc độ thì các bạn nâng lên 40. Lên 40 thì các bạn mình không có 40, mình chỉ các bạn chia ra đều ra nâng nha, không nâng một con lên 40 trước. Điều đó làm thọt mấy con đằng sau, là các bạn farm là farm chỉ một con thôi. Và cái này tăng lên 3 thì được 30% nữa. Là tốc độ hành quân của quân bao vây. Là lính xe của mình đó là tăng 30% nữa. Là chạy như cái máy điện luôn. Đó thì tướng thu gom thì chỉ có vậy thôi, kỹ năng thì các bạn mát hết. Mắt hết thôi. Tướng lam, tướng xanh lá thì các bạn ưu tiên mắt mắt trước. Tại vì nó dễ mắt hơn. Con này thì mình chưa đủ tượng đồ để mình nâng nó, mình nâng mấy con trước kia. Nó thưởng tài nguyên nè, hay hơn thiệt. Đó, ba con này mình đã mắt trước rồi nha các bạn. Và cái mấy cái con mà có thưởng năng lực đội quân. Thưởng năng lực đội quân và kèm thêm cái thưởng trọng tải á, thì các bạn treo nó ở cái mỏ liên minh nha các bạn. Rồi lính của mình chết rồi. Mỏ liên minh rồi. Đây. Các bạn quăng vô mỏ liên minh cho mình. Nếu mà các bạn quăng con đó vô mỏ liên minh thì các bạn nhận được 124.000 này các bạn có thể nhận được 3 đến 4 mil thu gom. Tốn chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi là các bạn thu gom được 4 mil tài nguyên. Khá là ok. Còn đối với thu gom mà nâng ở trong đây thì mấy cái này đương nhiên mát rồi. Mấy cái sau nè. Mấy cái này thì các bạn sợ mình ở clan cao á, thì các bạn nâng cái này thấp cũng được, không sao hết.
chỉ có chuyển server thì các bạn mới cần nâng cái này max để các bạn được thêm 15%. 15% để các bạn chứa được thêm nhiều red để các bạn chuyển. Và đối với ạc chính thì các bạn không nên nâng cái này. Sản xuất thì chỉ nâng cho ạc phụ thôi, để cho ạc phụ vô thu gom thôi, còn mình thì khỏi cần. Thì nâng cái này thì tốn thời gian lắm. Nó sản xuất được bao nhiêu đâu, có 55% à, mà tốn thời gian ghê hồn luôn các bạn. Các bạn lên nhân 9 lên 10 thôi là mệt mỏi rồi. Các bạn ưu tiên nâng cái này lên max luôn. Nâng này lên 5 trước, này 5. Nâng đều lên nha các bạn, đừng có nâng một cái mà đè nó nâng. Mấy cái này đè nó nâng được. Đó cái công trình, tại vì mình không đủ vàng nên mình không nâng cái công trình được nữa. Ưu tiên max toán học. Max toán học thì các bạn sẽ tăng tốc độ nghiên cứu. Thì các bạn nâng công trình sau là nó tăng tốc độ nghiên cứu lên là khá là nhanh, nhanh hơn xíu. Thí dụ 10 ngày mà các bạn tốc độ 100% thì chỉ bạn chỉ còn có 5 ngày nữa là xong. Mấy cái sản xuất này nâng level 1 thôi nha các bạn. Nâng level 1 thôi, và cái máy móc này các bạn nâng lên cao cao với mình để cho nó thu gom được nhiều loại tài nguyên. Và cái này là quan trọng nhất. Nhưng mà đối với các bạn mà rảnh á thì cái này không quan trọng. Dành cho mấy người mà treo máy hay là đi làm từ sáng tới chiều thì các bạn mới cần cái này để thu gom cái mỏ tài nguyên ở bên trong trong liên minh đó, nâng lên ok hơn. Bỏ một lượng lính ít vào nhưng mà gom được một đống tài nguyên. Thì khi các bạn bị đánh chiếm mỏ tài nguyên hay là cái gì đó thì mình đem ít lính thì mình sẽ đỡ tốn rep mình phục hồi hơn. Còn mấy này cứ nâng thôi. Và thu gom thì các bạn tìm mỏ 5, mỏ 6 các bạn thu gom. Nhưng mà nếu các bạn rảnh á thì các bạn thu gom ở ở trong cái khu vực của mình. Thu gom trong khu vực clan của mình. Đó. Nè, như mấy mỏ này thu gom trong khu vực clan của mình được thêm 25% tốc độ thu gom nữa. Nếu các bạn rảnh nha, còn các bạn không rảnh thì các bạn kiếm mỗi 5, mỗi 6 các bạn farm. Đợi tới chiều về gom gom lúa thôi. Đó, giống vậy. Các bạn không để kèm mấy con 37 đi chung, các bạn kèm với mấy con cù bắp. Đó, để tối ưu hơn. Hiện tại mình đang rảnh thì mình farm mấy cái mỏ ở ngoài đây. Đó, các bạn kẹp lại giúp mình. Đó, các bạn kẹp mấy con này. Cho đi thu gom trong lãnh thổ thì được tăng thêm 25%. 25% tốc độ thu gom. Mình không biết nó có ẩn hay không, nhưng mà cái tốc độ đó là chắc chắn là có nha các bạn. Mình không thấy được nó. Mình nghĩ là nó không có cộng ở trong trực tiếp ở trong 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 cái này nè. Trong cái tướng của bạn mình nghĩ nó không có cộng trực tiếp vô đây. Và mua đồ ở trong shop thương nhân Trạm Tiểu Thư thì các bạn mua hết cho mình. Đó, 70% thì các bạn mua hết cho mình. 50%, 60% khỏi mua. Còn 70% mà 5 phút á, khỏi mua luôn. Và các bạn muốn thu gom ngon thì các bạn cắn tăng tốc liên tục. Tăng tốc 50% khá là ok nha. Đó, lâu lâu ở trong đây nó sẽ có mấy cái sản thì các bạn mua hết với mình. Và cái tăng tốc đá 8 giờ đồ các bạn mua hết luôn. Đó, đó là nói về mặt farm của mình. Tất cả chỉ dẫn về farm.
nâng cấp như thế nào, nâng cấp tài năng. Ok. Và đối với huấn luyện lính như thế nào là tiêu chuẩn để các bạn có một đội quân thuần thuần kỵ hay là thuần cung đó. Còn kỹ năng thì dành cho mid-job nha các bạn, còn cái này là dành cho cung thủ nè, nó để hẳn là cung thủ là chỉ có tăng cho cung thôi, còn bộ kỵ pháo thì không có tăng cái gì hết. Còn cái này thì nó tăng cho mọi đội quân nè, cái kỹ năng này thì tăng cho mọi đội quân nè, nhưng mà tăng cho mọi đội quân thì nó sẽ không bằng tăng cho một đội quân nào đó, nó sẽ bị phân tán lực lượng. Còn tăng cho một đội quân nào đó thì nó sẽ tập trung lại lực lượng của nó. Thì các bạn mua lính thay cho mình. Các bạn vào đây nè. Để coi mình có bao nhiêu lính là các bạn vào đây nè. Mình bị đánh te tua luôn. Mất 158 ca lính rồi. Chết như điên luôn. Lính chết này nè là các bạn là chết luôn, là không có được hồi sinh đó nha các bạn. Là 158.000 nó chết mà mình giết được có 567.000 à. Đó, khá là bèo luôn. Cù bắp. Ặc này ặc cù bắp thôi các bạn. Thì huấn luyện đội quân thì các bạn huấn luyện level 2 trước. Level 2 xong sau khi mà các bạn huấn luyện được 150.000. Các bạn cộng lõm lại là 150.000 cho đến 200.000. Cho đến 180.000 thôi, 150 đến 180 thôi. Thì các bạn nâng từ level 2 lên level 3 giúp mình. Chỉ một đội quân này thôi nha. Các bạn sử dụng speed up hay là cái gì đó cho event, các bạn dồn cho mình nó thôi. Ví dụ mình chơi kỵ là mình dồn cho speed up cho con này hết. Đó, dùng hết cho con này là coi nó được bao nhiêu kỵ. Là mình mới 100 kỵ, 100 ngàn. Là 100 ngàn với lại 34 ngàn nữa, 134 ngàn. Cũng khá là ok. Thì một đội quân của mình vẫn được 156.000. Thì các bạn up làm sao mà đủ 156.000 hoặc là 150 đến 180 á, tùy vào level của tướng các bạn mà đạt được với lại level của cái thời thị chính này. Các bạn mua nhiều đó, mua lính hai hết cho mình. Các bạn sẽ có búp. Búp như thế nào? Đâu, để coi. Ví dụ mình lấy tướng chính mình đánh nè, có búp. Chết rồi. Mình lấy quân đi thu gom luôn rồi. Thôi để đánh thử cho các bạn thấy cái búp nó như thế nào. Chờ một tí nha các bạn. Lính lính kỵ nó chạy cũng nhanh nhưng mà chưa có max skill thì nó chạy chậm lắm. Ví dụ mình đánh một đội quân của man rợ đi, các bạn sẽ thấy được búp. Đó, xong. Cho nó về. Búp. Các bạn coi trong đây búp các bạn là bao nhiêu. Tấn công bộ binh, ví dụ mình chơi Mina với Cao Cao thì nó sẽ tập trung vào kỵ binh. Kỵ binh thì nó nằm ở đây. Thì 74.5 và 25.5. Và sức mạnh ở đây là phòng thủ, tấn công là sát thương gây ra. Đó. Mình hiện tại là đang có là 74.5 và 25.5 phòng thủ và sức mạnh là 19. Đó, đó là búp của các bạn về kỵ binh. Còn mấy cái kia thì nó sẽ thấp rất nhiều. Thấy không? Tấn công phòng thủ sức mạnh. Đó, nó sẽ thấp khá là nhiều luôn. Vì vậy các bạn nên chơi một loại binh thôi. Là các bạn được búp thêm cái này.
Và bước đó thì các bạn nâng tài năng là kỵ. Khi bạn chơi một đội quân á, thì các bạn nên chơi hướng 12 giờ. Còn hướng 5 giờ á, thì các bạn mid drop thì các bạn mới chơi thôi. 12 giờ là thuần luôn kỵ, bộ và cung. Đó, các bạn nên tập trung cái hướng 12 giờ hơn. Các bạn nhớ để lại cái cuốn cài đặt lại tài năng nè. Các bạn khi chơi mà kỹ năng xong thì các bạn có một đội quân hẳn cho mình rồi. Thì các bạn up lên 12 giờ với mình. 12 giờ nó thuần thì nó sẽ trâu, tấn công cao và tốc độ di chuyển nó sẽ cao hơn. Cái chỉ số hồi nãy thì mình cũng không biết là nó đã cộng cái tài năng vào chưa. Nhưng mà mình thấy nó cũng cao. Tại vì do đồ của mình à. Đó, do mấy món đồ của mình à. Tăng tấn công kỵ binh. Tấn công kỵ binh sức mạnh. Phòng thủ sức mạnh. Vậy là chắc cộng rồi đó các bạn. Thường thì mình chỉ thấy nó 65% thôi. Nhưng bây giờ nó đã là 74.5%. Huấn luyện một đội quân thì các bạn nên huấn luyện level 2 hết. Đừng huấn luyện level 1 nha. Huấn luyện level 1 thì nó sẽ lâu lắc lắm. Các bạn muốn có lính đánh liền thì các bạn nên huấn luyện lính level 2 ra lò và quất luôn. Thì các bạn chơi đội quân nào thì các bạn build cái đội quân đó. Thì ví dụ lúc đầu mình chơi cung. Đó, cung của mình cũng quá trời luôn. Lúc đầu mình chơi cung nhưng mà do một đợt đánh nhau, đánh tùm lum hết. Thì mình bị chết hết lính. Chỉ còn kỵ binh và bộ binh. Thì bộ binh cũng không còn nhiều, là chỉ còn kỵ binh thôi đó. Mình đang tập trung cái kỵ binh cho nó mạnh. Cái búp mà 74% đó các bạn. Nó khá là mạnh nha. Cái búp 74% đó đó. Là tấn công là 128. Cái base của nó là 128. Các bạn nhân cho 74.5 và chia cho 100. 9, 5, 7, 6. Chia cho 100 là bằng 95,36 cộng cho 128 là 223. Thì các bạn coi cái búp của nó nè. 223 nha. Cái tấn công á của lính kỵ 2 nó hơn luôn kỵ 3. Và nó hơn luôn kỵ 4. Cái bay của nó nha, và nó hơn luôn kỵ 5. Đó các bạn thấy đi một đường nó sẽ mạnh hơn mấy cái khác rất là nhiều luôn, cái búp là cái quan trọng nhất. 223 là cái bay của lính level 2 mà có búp rồi. Thì nó sẽ hơn luôn cái lính level 4, level 5 luôn. Hơn tới 3 điểm level 5 lận. Đó, các bạn thấy kinh khủng chưa? 74% đó các bạn. Các bạn mà lính 3 thì cộng thêm 30 là được rồi. Lính 4 nè. Đó, các bạn lính càng cao thì cái vượt giới hạn đam của nó là khá là nhiều. Nhưng mà cái sức phòng thủ lại không có bằng nha các bạn. Mình nói trước là cái sức phòng thủ nó sẽ không bằng, tại vì mấy cái thưởng tấn công không à. Mấy cái này là chỉ có thưởng tấn công thôi. Thì cái sức phòng thủ nó sẽ không bằng. Thấy chưa? Không có, chỉ có tốc độ hành quân và tấn công. Thì nói chung tấn công á các bạn hả, lính level 2 thì các bạn ăn luôn cả lính level 3, level 4. Tùy vào búp của các bạn có mạnh hay không. Hiện tại thì 6 mil lực chiến thì cái búp này là đang khá là mạnh nha các bạn.
thường thường là mười mấy mil, 20 mil, 30 mil gì đó thì các bạn sẽ có 100% búp nếu mà mát. 100% búp là hơi bị kinh dị nè, nó nâng qua mấy cái đường này nè, rồi nó có tăng thêm tấn công đó. Lính level 2 mà nó búp lên nó hơn cả lính level 5 luôn, hơn tới 3 điểm thuộc tính. Thuộc tính trong cái game này khá là quan trọng, nếu mà hơn được đội hình đối phương á mà vài điểm thôi là các bạn đủ ăn người ta rồi, tại vì cái sức lính của các bạn là nhiều không phải là ít. Thì luyện đánh mang rợ thì các bạn coi chỉ số đó cho vui thôi, và các bạn nên lấy mang Lohan để các bạn đánh mang rợ để tăng thêm kinh nghiệm, tăng thêm kinh nghiệm và hệ số chữa lành khi rời khỏi trận chiến, và sát thương trực tiếp khi nộ 1000 sức mạnh phi thường khi nộ, và lấy thêm 15 gói tài nguyên C và giảm chi phí hành động xuống còn 40, đánh thêm 5 con nữa giảm xuống còn 30. Đó, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay, like và share, subscribe kênh của mình nhé. Để nhấn vào chuông để xem mấy cái bài tiếp theo của mình. Hôm nay mình rảnh mình mới làm, tại vì bữa giờ bận quá. Các bạn khi đầy thể lực thì các bạn kéo ra đánh mang rợ nha, khỏi cần rally. Các bạn kéo ra đánh mang rợ, lấy cái con Lohan này đánh mang rợ, hoặc là cái con nào mà có cái nhánh mà giữ gìn hòa bình đó, nó sẽ được cái bên đây, thì các bạn đánh mang rợ nó sẽ ok hơn, tăng thêm sát thương đánh mang rợ. Đánh level 25 khá là dễ dàng, kèm theo con tướng men nữa, là đội quân của bạn khá là mạnh. Tướng thu gom là các bạn nhớ nâng lên 30, 27, 27 trước và xong nâng lên 37 và kế tiếp là 40. Các bạn không nâng con tướng men nhiều quá thì mới vô thì nâng men thì các bạn sẽ yếu rất là nhiều, tại vì không có tài nguyên để các bạn farm nè, không để có tài nguyên để các bạn up nhà và tốc độ thu gom để farm thì khá là thọt so với những người khác. Ví dụ tôi so sánh nhà với một người đi, người này đang dùng John và tốc độ thu gom đúng không, là hai con này là chắc chắn là chính của bạn đó. Thì các bạn bạn thấy không, khi nâng một con tướng cam và một con tướng tím á, mà level cao á, thì khá là lâu. Các bạn nên nâng là mấy con nhỏ nhỏ thôi để các bạn farm là ok nhất. Bạn không cần nó là tướng tím hay tướng cam gì hết, chỉ cần mát là được. Đó, 460. Bạn này chơi cùng thời với mình nha các bạn, từ khi mở server ra. Đó, mình farm được 537 triệu. Đó, các bạn thấy nó cách xa nhau không? À, đây là clone của mình. Đó, mình farm clone mà mình không bằng luôn á. Tại vì clone nó up cái tướng thu gom sau. Tại vì lúc đầu là mình chuyển tài nguyên nhiều nên nó bị thọt, bên con này nó bị thọt, còn không thì nó sẽ ngon hơn. Mình chỉ farm tướng chính để mình đua top thôi. Mới một ngày mà mình đã farm được tính ra 18 mil, 18 mil mà
Hôm qua mình bay qua server này là chỉ có một mil mỗi loại thôi. Có vàng là 700. Đó. Thì các bạn mới ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nó lên khá là nhiều luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay, like và subscribe kênh của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào những video tiếp theo.